Suốt trong toàn chiến dịch, tổng cộng có 334 quả tên lửa SA-2 được phóng lên, trong đó có 241 quả được phóng từ địa phận Hà Nội. Số tên lửa này bằng với 60% lượng tên lửa dự trữ của Hà Nội và Hải Phòng. Có nghĩa là ta phóng rất nhiều tên lửa ảo lên trời bằng thủ thuật phóng giả. Ngoài ra, chúng ta còn khôi phục được hơn 300 quả tên lửa cũ đã từng suýt bị cho lại biên. Vậy nên, chữ nếu mà Nixon đề cập thực sự không nên tồn tại. Tại thủ đô, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Thành ủy Hà Nội, quân và dân thủ đô đã đồng tâm hiệp sức hoàn thành khối lượng công việc to lớn, xây dựng hệ thống 45.000 km hào giao thông, 5.600 hầm trú bom tập thể, hơn 63 vạn hố cá nhân, đảm bảo chỗ trú ẩn cho 90 vạn người. Lực lượng cứu sập cứu hỏa của thành phố với hàng trăm máy ủi, cần cẩu, xe chữa cháy được tổ chức sẵn sàng có mặt ứng cứu. Cả thành phố có 1.202 điểm và tổ cấp cứu, 266 cơ sở cấp cứu điều trị, 64 đội cấp cứu lưu động, 11 đội phẫu thuật cơ động. Tất cả được tổ chức thành tuyến, phục vụ chặt chẽ từ địa phương đến trung tuyến, hậu tuyến. Theo số liệu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tổng cộng trong 12 ngày đêm, có 81 máy bay các loại bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc B-52, 16 chiếc rơi tại chỗ, 5 chiếc F-111, 2 chiếc rơi tại chỗ. Lực lượng không quân Việt Nam đã xuất kích 31 phi vụ, trong đó có 27 phi vụ MiG-21 và 4 phi vụ MiG-17. Tiến hành 8 trận không chiến, tuyên bố bắn rơi 2 chiếc B-52, 4 chiếc F-4 Phantom và 1 chiếc RA-5C. Tổn thất của Việt Nam là 3 chiếc MiG-21 bị bắn rơi cùng với 5.480 ngôi nhà bị san lấp. Trong đó có gần 100 công trình công cộng như nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga. Về thương vong, đã có 2.368 dân thường tử vong do bom đạn và 1.355 người khác bị thương. Qua 12 ngày đêm lịch sử, chúng ta rút ra được 3 điểm. Thứ nhất, tầm nhìn chiến lược của Hồ Chủ tịch. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản cùng với tính chính nghĩa của cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đã cho quân và dân ta sức mạnh để chiến thắng những pháo đài được mệnh danh là bất khả chiến bại. Thứ hai, việc đưa B-52 giải bom tàn sát nhân dân khu vực phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, các khu vực đông dân cư. Quy mô những đợt oanh tạc đã vạch trần hành động xâm lược của Mỹ với Việt Nam, cũng như cho thấy sự yếu thế của Mỹ trên chiến trường khi buộc lòng phải sử dụng canh bạc cuối cùng. Chính hành động tàn bạo đó của đế quốc Mỹ đã đập tan luận điệu cho rằng Mỹ không xâm lược chỉ giúp Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Đây chính là xâm lược và đây chính là tội ác chiến tranh. Thứ ba, truyền thống quyết chiến quyết thắng vẻ vang của quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp thu tinh hoa từ lịch sử dựng nước và giữ nước. Quân và dân ta đã đánh thắng con át chủ bài của đế quốc Mỹ trên mặt trận quân sự, làm màn đạp vững chắc cho chúng ta tiến sâu hơn trên mặt trận chính trị, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, bè lũ xâm lăng phải thu bại quân về nước, chuẩn bị cho mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền Nam Bắc, hoàn thành ý nguyện của toàn dân tộc Việt Nam. Chúng ta căm ghét chiến tranh, nhưng nếu chủ quyền bị xâm phạm, luôn luôn sẵn sàng cho nhiều trận Điện Biên Phủ nữa. Có thể bạn chưa biết, xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái và hẹn gặp lại.